đời đổi thay, thế giới vẫn xoay. Tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó ấm ong. Năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 những nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó em cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu anh em vẫn chưa dám ngó lời. Yêu bầu trời năm trong quân đội là những ngày thật sự ý nghĩa trong cuộc đời của các đồng chí, và rất mong các đồng chí sẽ truyền cái lửa này cho các thế hệ tiếp sau, cho chính anh em bạn bè của mình, cho người thân của mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng toàn xã hội nơi các đồng chí công tác và nơi các đồng chí có điều kiện để truyền thụ những cái cảm hứng này. Bao nhiêu lời dù con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dây xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chim vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam.
Điều đặc biệt nhất của những kỷ niệm chính là nó đã đi qua và không bao giờ quay trở lại. Thế nên hãy lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của bạn qua những bức ảnh, những thước phim, để sau này dù mọi thứ có thay đổi như chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể nhìn lại những kỷ niệm